Kính chào cô chú anh chị, đây là cái đẳng sâm rừng hay còn gọi là cái sâm đất đấy. Thì cái này ở Điện Biên cho mình luôn, ở vùng Tây Bắc thì từ trước giờ cũng khá là nhiều sâm. Thì bình thường là cái sâm như thế này thì mình sẽ có cái đẳng sâm rừng, cái loại phơi khô, tất cả những cái này là phơi khô hết nhá. Thế và bình thường nó sẽ là những cả củ to và củ nhỏ nó lẫn nhau như thế này. Thế nhưng mà hôm nay á thì bên mình sẽ có cả cái loại to chọn như thế này, thì cái loại này nó chỉ có 3 cân thôi. Thế mà khi mà cô chú anh chị lấy đấy thì 3 cân này thì nó cái số lượng này nó rất là ít, nên là cô chú anh chị nào mà chúng ta cần lấy cái đẳng sâm rừng, một cái dòng sâm để mà bồi bổ sức khỏe mà nó thuần của Việt Nam và chất lượng nó tốt mà lại còn giá thành lại rẻ, thì có thể tham khảo lấy 3 cân này. Ai lấy luôn 3 cân thì nên lấy, nên báo mình để lấy luôn nha. Thế và một cân cái loại to như thế này thì sẽ là 380.000 đồng cho 1 kg. Sâm mà 380.000 một kg thì cực kỳ rẻ rồi. Còn đối với cái loại mà đang bên mình đang phơi cả to cả nhỏ như thế này không có chọn ra nha, thì nó chỉ có 330.000 đồng cho 1 kg thôi. Thế và đây là cái dòng sâm thuần của Việt Nam mình luôn, ở Điện Biên chỗ mình. Và cái dòng sâm này ấy, thì nó cực kỳ thơm và nó rất là tốt cho sức khỏe. Các cái loại ví dụ như sâm Hàn Quốc thì mình không nói nha, nhưng mà như ở đây cái đẳng sâm rừng này á, thì cái tác dụng của nó là chủ yếu là giảm cái mệt mỏi và căng thẳng của cơ thể, và cũng làm cho cơ thể thích nghi với môi trường một cách tốt nhất. Thế và nó giúp làm bảo vệ các cái niêm mạc dạ dày và giảm ho cũng như là kháng viêm năm đòn. Cái này giúp bồi bổ cơ thể cực kỳ tốt, nhất là đối với những cô chú anh chị nào lớn tuổi, tuổi của chúng ta cao, thì cái này mọi người có thể về chúng ta hãm nước uống cũng được này, ngâm tiểu, ngâm sinh tố lúa mạch cũng được. Đối với một cái cân khô như thế này thì khi mà ngâm nó sẽ nở ra rất là nhiều, tại vì bên mình phơi cực kỳ khô và nó tóp lại rồi, khi mà ngâm rượu nó nở ra cực kỳ nhiều. Thế và một cân chúng ta sẽ ngâm từ 7 cho đến 8 lít là cái liều lượng đó là hợp lý nha, 7 đến 8 lít, và sau khoảng tầm từ 3 cho tới 6 tháng thì chúng ta sử dụng nó sẽ rất là ok. Và cái mùi vị của cái sâm này nó cực kỳ thơm, và khi mà chúng ta ngâm ra thì nó lại đẹp nữa. Đẹp á, tại vì nó nở ra mà, nó nở ra, sau khi nở ra thì nó cũng gần gần giống như tươi đấy. Và đây, mình sẽ... Đây là những cái củ to chọn ra, mà cái này nó chỉ có 380 cân thôi, toàn củ to. Nhưng mà cái này thì 350 một cân, 350 thì mọi người sẽ 330 một cân. Mọi người xin nhìn nó sẽ được nhiều hơn. Thế nhưng mà cái, tại vì cái củ nó sẽ bé hơn. Ngâm cái này nó cũng nở ra rất nhiều, giá thành cũng là hợp lý hơn. Mọi người đun nước không á thì có thể sử dụng cái loại 330 này thì rất là ok rồi. Nếu mà đun nước hoặc là bốc thuốc, các thầy thuốc ở các tiệm thuốc mà mọi người muốn bốc thuốc thì sử dụng cái đẳng sâm rừng này cũng rất là ok. Thế và cái sâm này thì nó chỉ có 3 cân thôi, cái loại sâm to chọn như thế này chỉ có 3 cân thôi, nên mọi người có thể đặt nhanh. Thì còn bên mình đăng các nền tảng ví dụ như Zalo, Facebook hay là YouTube này thì mọi người biết đến nhiều, cho nên là 3 cân này nó sẽ không còn nhanh nữa, nghĩa là nó hết rất là nhanh. Đó. Nên cô chú anh chị nào lấy thì có thể lấy hẳn 3 cân lên luôn, 380 một cân, bồi bổ cơ thể. Những cô chú anh chị nào mà có gia đình có bố mẹ hay là ông bà đã lớn tuổi thì cô chú anh chị có thể mua để biếu hoặc tặng cho người thân trong gia đình, với giá thành này thì cực kỳ rẻ rồi. Số điện thoại mình sẽ để ở trên màn hình để mọi người liên lạc mua hàng, 0974010585 hoặc là 0909010585. Ok, xin kính chào cô chú anh chị, chúc mọi người sức khỏe và thịnh vượng.